Liên quan đến bài viết kinh khủng túi ni lông, chai lọ, phao xốp, phủ kính đầm nước mặn Sa Huỳnh đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 11 tháng 8, nhận được những bình luận đầy bức xúc và lo lắng của bạn đọc. Sáng ngày 12 tháng 8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang đưa ra 3 giải pháp cùng lúc để giải quyết vấn đề rác thải ở vườn Phổ Thạnh và xử lý bãi rác phủ kính đầm nước mặn Sa Huỳnh. Trong đó, trước hết là đối với cái địa bàn trung tâm thì tập trung xử lý rác theo quy trình trong lắp rác thì cho 3 cái địa phương trung tâm, đó là phường Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa và Phổ Ninh. Bên cạnh đó thì chỉ đạo cho 12 cái địa phương còn lại là tập trung tìm những cái vị trí chôn lấp hợp vệ sinh, đảm bảo khoảng cách để chôn lấp trên địa bàn các địa phương, và vận động người dân là chôn ở nhà hoặc là đốt theo đúng cái quy trình hợp vệ sinh có hướng dẫn của địa phương. Tuy nhiên thì đối với khu vực phường Phổ Thạnh thì một cái địa bàn hơn 25.000 dân cư thì công tác xử lý rác thì khó khăn hơn các địa bàn khác. Hiện nay thì cái rác tồn đọng trên cái vùng nước này là rất nhiều, và Ủy ban thị xã cũng đã chỉ đạo phường ra quân ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thông qua các cái phong trào của địa phương phát động. Tuy nhiên thì cái lượng rác không thể xử lý hết để thực hiện cái đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phổ Thạnh, thì hiện nay Ủy ban thị xã đã giao cho phòng tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp với phường Phổ Thạnh để xây dựng kế hoạch ra quân là chúng ta làm dứt điểm cái công tác dọn vệ sinh. Đối với thị xã thì đã chủ động xây dựng cái dự án khu liên hợp xử lý rác của thị xã, thì hiện nay là đang nộp hồ sơ để đánh giá tác động môi trường để làm cơ sở phê duyệt đánh giá tác động môi trường, sau thì chúng tôi sẽ triển khai thực hiện, và rất là hy vọng cái dự án khu xử lý rác của thị xã tập trung tại địa bàn xã Phổ Nhân, nếu được đầu tư và đưa vào sử dụng sớm thì sẽ giải quyết cái bài toán xử lý rác cho 15 đơn vị hành chính của thị xã Đức Phổ, góp phần đảm bảo môi trường bền vững trong thời gian đến.